Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Trần Minh Hùng là đến từ công ty Babaco và bên cạnh tôi đây chính là chị Nguyệt. Chị Nguyệt là chuyên gia về tư vấn về gạch ốp lát là mới 7 năm. Tôi rất là giật mình khi mà chị Nguyệt là có 17 năm trong nghề gạch ốp lát. Kinh nghiệm. Thì chị Nguyệt đây cho em hỏi là xu hướng mà bây giờ giới trẻ ấy, đó là phong cách hiện đại mà ốp phòng nhà tắm cho cái năm 2023 thì theo chị là những cái có những lưu ý gì, ba cái lưu ý mà lựa chọn cái gạch phòng tắm như thế? Vâng. Thì hiện nay năm 2023 là những mang cái phong cách hiện đại. Vâng. Thứ nhất là những mẫu gạch kích thước khổ lớn này. À, vẫn là khổ lớn. Vâng, okay. Vẫn là khổ lớn. Ừ. Ở đây thì có kích thước là ví dụ như là chị có thể là đấy 80 1m6. Ồ, 80 1m6 đây. Vâng. Anh em 80 1m6. Nhưng mà có khi mình sẽ theo em là chị chỉ những cái mẫu mà giới trẻ thích nhất đi. Gạch, ở đây thì nhiều màu đây, quá này chẳng hạn. Đây là gạch 90 x 1m8. Hiện nay là năm nay là hot nhất và là lựa chọn nhiều nhất là hay sử dụng những cái gam màu ghi và màu nâu rất là nhiều. À, vâng. Màu ghi à? Vâng. Màu ghi tối đúng không? Ghi tối. Vâng. Thì em nghĩ này này, khi mà mình đến resort hoặc là khách sạn 5 sao ấy, mình thấy cái màu ghi rất nhiều. Đúng rồi. Bởi vì là mà nhìn nó tây. Đúng rồi, nó tây. Thứ hai là nhìn nó có một cái điều gì nó sang chảnh. Vâng. Đấy. Thì cái màu ghi này mà nó lại là vân đá đúng không ạ? Vâng. Vân đá, độ vân sáng đá rất là đây. Sâu. Độ sáng sâu, độ bóng rất là cao. Rồi, 80 m6. Vâng. Gạch granite đồng chất anh ạ. À, gạch granite đồng chất. Nếu mà để nói là gạch ốp ấy, nhiều khi các bác bảo là không cần phải đồng chất đâu. Cái này mà là vừa sử dụng vừa ốp và vừa lát luôn đấy ạ. À, rồi. Vâng. Lát không gian phòng khách rất là đẹp. Dạ vâng. Vâng, nhìn nó sang. Năm nay là họ sử dụng gạch này lát nhà rất là nhiều. Rồi. Vâng. Còn màu ghi nào mà chị cảm thấy giới trẻ thích còn màu không? Trắng đây nữa này. À. Màu ghi đây nữa này, màu vàng đấy ạ. Vâng, đây. Ok. Đây, màu ghi đấy ạ. Mong phong cách hiện đại đấy ạ. Vâng. Nếu mà bạn thấy màu ghi vừa rồi mà tôi nói chuyện là nó tối chẳng hạn thì có thể rơi sang màu ghi này đúng không? Vâng, đúng đấy rồi. Là một cái xu hướng. Rồi đầu tiên thì chị cũng muốn nói là đầu tiên là về cái việc là gạch khổ lớn đúng không? Vâng ạ. Nhập khẩu. Đúng rồi. Và cái lưu ý thứ hai là gọi là màu sắc đúng không? Vâng. Màu sắc cái nhã nhặn sang trọng. Rồi. Lát ốp vào tường phòng tắm ấy, không gian của phòng tắm thì mình chỉ đi một màu như này là nó đẹp mà nó sang, nó không bao giờ nó hết mốt, nó hiện đại. 80 m6, vâng, rất là tuyệt vời. Vâng. Đấy. Đây còn nhiều các màu sắc đây mà. Ở đây em cũng nhìn thấy có một cái màu ghi này, hình như nó cũng là màu ghi kia đúng không? Vâng, đúng đấy rồi. Thì sau khi mà ốp lên ấy, ốp nhà tắm lên thì cái màu này lên rất là nổi bật. Vâng. Với quan điểm của cá nhân Hùng ấy thì màu ghi là một trong màu là được nhiều giới trẻ lựa chọn. Đúng rồi ạ. Và sau đó là em nhìn thấy cái màu trắng, trắng vân khói. Khói đúng không? Chị có đây thể là giới thiệu. Ngoài ra đây còn có nhiều các vân khói trắng. À, vân khói đây đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Vâng. Đây một trong màu vân khói vâng. Đây. Màu này thì em nghĩ là không gian hẹp thì sử dụng sẽ cũng phù hợp được đúng không? Vâng. Vâng. Đều được hết đấy. Trông lên nó sẽ rất là đẹp. Vâng. Nếu mà quan điểm cá nhân của chị với 17 năm kinh nghiệm chẳng hạn thì chị thấy là cái dòng gạch như thế này, dòng gạch to như này này nó khác biệt so với dòng gạch bé là ngoài chất liệu ra thì chị thấy có cái điều gì mà mình nên làm gạch khổ to? Thứ nhất là khổ to vâng. Nó ít mạch. À ít mạch rồi. Vâng. Mà nó lại độ gạch thì gạch đương nhiên là gạch to thì bao giờ cũng làm trên chất liệu nguyên liệu của cái gạch này là cao cấp. Đúng chất rồi. Liệu bằng granite. Đúng rồi. Thì khi mà ốp lên ấy không bị nứt. À. Dùng lâu sẽ không rồi, bị nứt nếp trên bề mặt của viên gạch. Nhưng ví dụ như gạch khổ nhỏ như đợt trước ngày xưa hay các cụ hay dùng đấy thì là bản thân nó bằng gạch men. Nên là dùng lâu thì sẽ tự nó nổ mắt chân chim trên bề mặt của gạch. Nhưng gạch này rồi. Thì nó lại đặc biệt hơn là nó là dòng sản phẩm cao cấp. Gạch chất liệu granite. Đấy. Rất là tuyệt vời. Vâng. Đấy. Em đánh giá là những cái dòng gạch khổ lớn này ưu điểm đúng là chuyên gia có khác. Tức là với quan điểm của tôi ấy, tôi cũng không nghĩ cái việc là nứt đâu. Vâng. Và chị Nguyệt là kinh nghiệm rất là lâu năm rồi, chị đây, có quan điểm rất là hay. Thực tế gia đình tôi đợt trước là tôi đã dùng rồi. À thế ạ? Là gạch ngày xưa tôi ốp gạch 25-40 men thôi. Ngày rồi. Xưa mua có rất là rẻ. 70-80 nghìn. Nhưng trong quá trình sử dụng đến năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 tự nhiên nó nứt trên bề mặt chân chim của viên gạch. Đấy là gạch men nó vậy, còn bây giờ sản phẩm cao cấp hơn nó ra bằng cái chất liệu granite đúng không? Granite. Thì ốp lên thì không bao giờ nghiêng sợ lo về bị nứt gì cả. Riêng không biết thế nào nhưng mà tôi đánh giá những dòng gạch khổ to này mình cảm giác như kiểu viên đá. Đúng rồi. Đó, một viên đá khổng lồ. Độ bóng rất là cao. Đấy.
Và chiều cao Hùng đang đứng này, đó nó bằng gọi là bằng Hùng chiều cao của mình luôn, đúng không ạ? 80 × 1m6. 80m6. Đúng rồi. Đấy, nó cao bằng mình luôn. Nếu mà dòng như lúc nãy là 3m2 ấy, nó cao gần gấp đôi mình luôn. Đấy là tuyệt vời đấy, nên là đấy. Anh em là nhìn những dòng gạch khổ lớn như này đưa lên vào cái không gian sang trọng nhà mình thì nên. Đôi khi anh em chỉ nghĩ rằng cái gạch khổ lớn là 60m2 thôi. Em nhìn thấy có những nhà nó dùng 60m2. Nhưng em nghĩ là chỉ cần 1 năm sau thôi thì cái dòng gạch đấy nó lại thành lỗi thời. Nó là gạch khổ bé thôi ạ. Thì đúng mình rồi. Thay vì đó mình nên đi trước đi. Đi trước chứ đi là lại. Mình sử dụng loại gạch khổ lớn là 80m6 hoặc là 90m8. Để làm sao là sao có khi cái độ bền của thời gian ấy, của mình ấy, nó sẽ không phải là 5 năm nữa hoặc 7 hay 10 năm. Đúng rồi. Đó để cho mình có những không gian nó sang trọng. Thường đi gạch cái kích thước khổ lớn như này ấy, họ sẽ làm hết một màu như này để ốp lên. Nó đẹp nó không bao giờ hết mốt. Rồi. Sang. Tức là những cái dòng gạch ví dụ như vừa cái màu ốp vừa này lát đều được hết ấy. Ngoài ra đây. À, không gian ngoài đây là gạch kích thước 1m2 là dùng để lát nhà đấy ạ. Cái lưu ý thứ ba theo quan điểm của cá nhân của em ấy, giới trẻ thì sử dụng men mát nhiều hơn. Rồi. Đấy, tức là em nói về giới trẻ đấy. Rồi. Còn về cái việc đương nhiên là theo ngoài cái việc sở thích thì tôi cũng muốn nói. Rồi. Nhưng mà tại sao lại muốn nói là về cái men mát rồi mà giới trẻ dùng, bởi vì thực ra nó mang tính chất khác biệt, mang tính chất cá tính. Nó không giống gọi là phổ thông của nhiều người đấy. Đó là một cái điều lưu ý thứ ba. Sau khi mà làm video xong thì tôi cũng có ước kết một cái video này là ba lưu ý. Đấy, ba cái lưu ý khi mà lựa chọn một lựa chọn xu hướng vào năm 2023. Đó là một là chọn gạch khổ lớn. Đó. Việc thứ hai là gì nhỉ? Màu sắc đó, màu sắc là xu hướng, tức là màu ghi, màu trắng vân khói hoặc là màu nâu. Đó, các bạn hãy đánh vào những cái dòng màu sắc như thế. Việc thứ ba ấy, đó là men mát đúng không ạ? Men mát. Đó thì đấy là một cái ba cái lưu ý nhất. Còn rất là nhiều cái chủ đề sau đó Hùng sẽ chia sẻ, nhưng mà đó là các bạn lưu ý khi mà lựa chọn phòng tắm năm 2023 dành cho giới trẻ. À, bây giờ thì xin chào, hẹn các bạn ở video chia sẻ tiếp theo. Đó, tôi và chị Nguyệt sẽ chia sẻ những video tiếp theo với các bạn ạ. Bây giờ xin chào.